cũng vì chuyện em đi quay phim. Hàng ngày em đi làm gặp biết bao nhiêu người mẫu, em có nói gì không? Đó là vấn đề. Anh luôn thắc mắc không hiểu tại sao em không bao giờ phàn nàn khi anh gặp gỡ cô gái khác. Đó là công việc của anh, em hiểu. Em không có lý do gì để phàn nàn. Thì em cứ tiếp tục đi đóng phim và gặp những ông đạo diễn yêu mến của em đi. Anh... ý anh là sao? Em thừa sức hiểu điều đó. Em không muốn nói chuyện với anh nữa. Chia tay đi. Về đây. Nếu thiên đường là có thật, ta mong Phương có thể lên trên đấy. Phương là một người thích tự do tự tại. Trên thiên đường nhiều quy tắc. Tao nghĩ Phương không thích như vậy đâu. Về thôi mày. Mày về trước đi. Tao nghe nói hôm nay mày nhận chụp hình cho ai đúng không? Ừ. Hôm nay là ngày đầu tiên mày làm photographer. Phải cố gắng chụp hình cho tốt. À biết rồi sư phụ. Con chào cô. Con mới tới hả? Con đã lo xong tất cả mọi việc rồi. Cô cảm ơn. Mấy ngày hôm nay mà không có con, cô cũng không biết làm sao nữa. Phương nó có để lại một số thứ. Cô nghĩ là con giữ nó sẽ phù hợp hơn là cô giữ nó.
đầu tiên được làm người mẫu ảnh, vui lắm luôn. À, mà vui nhất là được một anh photographer dễ thương chụp hình cho mình. Ảnh tên là Huy, ảnh giúp đỡ mình rất là nhiều. Nhiều khi thấy mặt ảnh quạo quạo là mình sợ lắm, nên mình phải cố gắng làm tốt. Vậy là cuối buổi được ảnh khen một câu là mình vui quá trời luôn. Hôm nay em chụp tốt lắm. Ngày đầu tiên làm người mẫu ảnh như vậy là ok rồi. Nhưng lần sau phải cố gắng lên. Dạ em sẽ cố gắng. Em về nha. Ừ. Bye bye anh. Giận anh. Họ là những người yêu mến em, nên em đối xử tốt với họ, đâu có gì là sai đâu. Em không hề phân biệt nam hay nữ, vì em yêu mến họ. Chuyện chỉ có vậy thôi mà anh cũng giận nữa. Nhắn tin thì không thèm trả lời. Hôm nay là kỷ niệm một năm hai đứa mình quen nhau mà anh như vậy đó. Em có phải là Lan Phương không? À, dạ đúng rồi. Cho anh xin chụp với em một tấm hình được không? Dạ được. Hình đẹp của em hơn. Dạ, đẹp. Bye bye. Ai vậy? Ủa, anh đi đâu lâu quá vậy? Ai vậy? Fan của em đó. Nhìn em có vẻ vui quá ha. Vui chứ. Tuy là em chỉ đóng vai thứ thôi, nhưng mà có người yêu mến là em vui lắm. Vui có cần phải thân thiết như vậy không? Hả? Vui có cần phải thân thiết như vậy không? Tại sao em lại không nghĩ người ta lợi dụng hay đụng chạm em? Anh bị sao vậy? Chỉ là chụp hình với lại bắt tay một cái thôi mà. Anh giận hả? Có bạn gái nổi tiếng thì phải chịu thôi. Nhưng em phải biết cân nhắc. Đừng có thân thiết quá như vậy, kỳ lắm. Nè, anh đi đâu vậy? Anh có việc ở studio, giờ phải về giải quyết. Nè. Anh biết không, em có làm cả một cái bánh kem để mừng một năm tụi mình yêu nhau. Em nghĩ chắc anh sẽ vui lắm khi nhìn thấy bánh kem em tự tay làm, rồi còn khen em nữa. Vậy mà bây giờ chỉ có mình em ngồi đây. Chuyện thật ra cũng đâu có gì. Vậy mà anh lại giận em. Không lẽ em sai sao? Đôi khi chúng ta xa nhau vì cố chấp và giận hờn vu vơ. Em tin rằng đôi khi quá mệt mỏi, ta hay làm cho nhau thêm buồn. Để anh kể cho nhật ký của em nghe tiếp những câu chuyện về em. Em còn nhớ chỗ này không? Đây là nơi đầu tiên chúng ta đã hẹn hò. Ngày hôm đó anh muốn gọi lời là anh thích em. Vậy mà em lại ngỏ lời trước. Em biết không, hôm đó anh rất là vui. Thank you.
sao vậy? Mà máy chụp hình đâu? Anh hẹn em hôm nay đến để chụp hình mà. Anh Huy, máy chụp hình đâu? Anh quên rồi. Hả? Vậy là hôm nay không có chụp hả? Ừ. Anh nhớ em nhiều lắm. Ngày nào anh cũng nghĩ về em. Hứa với anh, đừng rời xa anh nữa được không? Thật chứ? Anh đang tỏ tình với em đó hả? Anh ổn chứ? Anh ngồi xuống đi. Anh bị sao vậy? Để em đi mua nước cho anh nha. Không, ở lại với em. Em đi mua nước, em quay lại liền. Anh ngồi im ở đây nha. Phương, Phương, thay áo chi vậy? Em nói lạ quá, sáng giờ anh mặc vậy mà. Mà hồi nãy anh nói với em anh quên mang theo máy chụp hình mà. Em bị cái gì vậy? Anh hẹn em ra đây chụp hình, không mang theo máy chụp hình, sao mà chụp? Nhìn anh khác hồi nãy quá. Anh hết bệnh rồi hả? Ừ. Ủa, mày cho anh hỏi nè, thí dụ mà anh bị bệnh á, rồi em có lo cho anh không? Lo chứ, sao không lo được. Ủa, mà anh là cái gì đâu mà em phải lo? Anh biết rồi mà còn hỏi. Ừ, anh có biết gì đâu trời. Mà sao vậy ta? Thì tại em cũng thích anh đó. Em thích anh thiệt hả? Tao có khả năng quay ngược về lại quá khứ. Mày không tin tao có đúng không? Mày đợi tao đi, tao sẽ chứng minh. Tao sẽ quay về thời điểm này để gặp Phương. Phi Phi nói tụi mình là hai cung đối đỉnh của nhau, nghĩa là không hợp nhau. Mà không hợp nhau trước sau gì cũng chia tay, không biết thế nào. Thằng Phi Phi này kỳ thiệt, tao không thể tin nó có thể nói những điều như vậy với Phương. Mà cũng hay á. Chắc hôm nào tao phải nhờ ông Phi Phi ông xem cậu tao luôn á. Mày gọi cho Phi Phi có chuyện gì ấy? Tao muốn hỏi Phi Phi thời gian và địa điểm Phi Phi gặp Phương, để tao quay về quá khứ vào ngay thời điểm đó. Alo, nghe nào Huy. Mày cho tao hỏi, có lần mày coi bói cung hoàng đạo cho Phương đúng không? À đúng rồi. Mày có nhớ là mày đã coi bói cho Phương khi nào và ở đâu không? Ờ, chắc quán cà phê cũ. Chỗ tụi mình ở ngoài á. Ờ, mấy giờ? 2 hay 3 giờ gì đó. 2 hay 3 giờ, mày cho tao biết chính xác. Trời ơi, lâu quá sao nhớ nổi. À, mà bữa đó Phương tới trước hay là mày tới trước? Tao tới trước á, bữa đó tao rảnh.
À, tao ngồi từ sáng tới chiều rồi đợi con Phương nó coi bói luôn. Ủa mà hỏi chi nhiều vậy? Vô duyên, đang nói chuyện cúp máy. Mốt gọi tao không bắt máy nữa cho mày coi. Nhanh lên. Mày đưa tao vào nhà vệ sinh làm gì á? Gì tao sắp làm, là làm ở đây nè. Làm gì? Thì quay về quá khứ. Ui, mày ráng giúp tao đi, hả? Không ấy, mày coi như mày giả điên chung với tao được không? Nha. Mày làm gì mày làm đi. À, bây giờ mày đứng đây mày canh cho tao. Mày cho tao mượn điện thoại đi. Muốn làm gì? Nhanh lên. Để lát tao về quá khứ á, mày canh giờ coi tao về được bao lâu. Nhớ nha. Nhớ đứng đó canh nha. Mày làm gì á? Thì chụp hình để quay về quá khứ. Chụp đại đi. Sao mày chụp đại được? Tao đã nói mày sao? Là một photographer phải chụp một tấm hình nghệ thuật. Ừ, mày đứng đó đi. Mày chụp xong mày quay về quá khứ luôn à? Ừ, mày đứng mày canh đi. Tao chụp xong về quá khứ liền. Tao canh đây à? Ừ, mày đứng đây canh đi. Nè, mày bấm giờ được rồi đó. Mày quay về quá khứ xong chưa Huy ơi? Phi Phi. Ủa, sao đang chụp hình hả? Ờ, mày kể tao đi. Hôm nay mày hẹn Phương ra đây để coi bói cung hoàng đạo đúng không? Ờ đúng rồi, hẹn Phương ra đây coi bói nhưng mà ừ. Ủa vậy là Phương hẹn mày ra đây coi luôn hả? Mày kệ tao luôn đi. Bây giờ mày giúp tao như vậy nè. Mày nói là cung hoàng đạo của tao và Phương là hai cung hoàng đạo rất hợp nhau nha. Nha, được không? Trời ơi, sự nữ với song ngư. Lên Google search người ta cũng biết là không hợp nhau nữa. Bây giờ nó láo rồi, nó ra cách nào? Không được. Hai cái cung hoàng đạo của hai tụi bay là hai cái cung hoàng đạo không có hợp nhau. Với lại một phần nữa là sư tử không bao giờ biết nói dối, đúng không? Bây giờ mày giúp tao đi. Không có được. Tính mạng á? Không có được. Việc này liên quan đến tính mạng của mày thì cũng liên quan đến tính mạng của tao. Bây giờ cái chuyện nó láo á thì trời không đánh thì thánh cũng đâm. Bây giờ tao là con bói nữa. Chết, không có chỗ chuồng. Chứ bây giờ làm sao mày giúp tao đi? Không được mà. Chứ mày muốn cái gì? Hai cái cây mắt đã nộ. Được. Bốn cây. Được luôn. Nha, giúp tao nha. Tao được rồi, giúp mày đã. Vậy là mày hiểu rồi nha. Nói gì đâu hiểu. Vô duyên. Bây giờ mày gặp Phương á, mày nói là cung hoàng đạo của tao và Phương là hai cung hoàng đạo rất hợp nhau, là rất hạnh phúc khi sống với nhau. Như vậy là được rồi. Mà nha. Sao phải nói như vậy? Đó là chuyện của tao, mày kể tao luôn đi rồi. Nha. Giúp tao nha. Đúng rồi, mày nhớ là gặp Phương thì nói gặp mày. Không phải, không gặp tao nha, giúp tao nha. Ủa, cái quán này uống biết bao nhiêu lần rồi, nó đâu có cửa sau đâu mà nó chui vô rỗng gì vậy trời. Không lẽ mới khoét. Anh ơi, anh có tin phòng này của cơ quan mật không?
Mà Lai, mày có sao không Nguyên? Mày sao rồi? Tao không sao. Mày lấy giùm tao cuốn nhật ký. Phi Phi nói rằng Sử Nữ và Song Ngư dường như chẳng thể tìm được điểm chung, nhưng một khi cả hai đã chấp nhận được sự khác biệt của nhau thì kết quả nhận được thật sự xứng đáng. Như bàn tay luôn có khoảng trống để bàn tay còn lại lấp đầy, em sẽ luôn nắm chặt lấy tay anh. Tao đã thay đổi được rồi. Mày làm sao? Tao nhớ ngày hôm đó Phương đòi nắm tay của tao. Tao có hỏi là tại sao thì Phương trả lời Phương thích nắm tay tao, rồi không nói gì thêm nữa. Đó là ký ức mới ở mày á. Vì mày thay đổi quá khứ nên ký ức mới ở mày nó mới xuất hiện. Tao cũng nghĩ như vậy. À, lúc nãy đã căn giờ á, là mày có thể quay trở về quá khứ trong vòng 7 phút á. Chỉ 7 phút thôi sao? Anh xin lỗi. Sao anh không trả lời tin nhắn của em? Anh bận quá. Em đừng khóc. Nghe lời anh. Nghe lời anh.
đợi anh quay lại. Dạ. Anh sẽ quay lại được không? Alo. Anh là Huy phải không? Ai vậy? Anh qua nhà Phương đi. Alo, anh không nhưng cần mà quan anh tâm là tôi vậy? Là ai. Bây giờ nếu như bà không kịp thì anh sẽ hối hận đó. Alo. 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 Phương, em có sao không vậy? Em có sao không? Từ nãy giờ em có khóa cửa cẩn thận không vậy? Có người lạ xuất hiện hay là gọi cho em không? Hả? Có. Rồi nó có làm gì em không? Hả? Có. Rồi em có bị gì không vậy? Người đó làm tổn thương em, sau đó không thèm liên lạc với em nữa. Hằng ác lắm, nhưng mà không hiểu sao em cứ muốn bên cạnh người đó hoài. Em nói anh đó hả? Ừ. Hôm nay mình cảm thấy thật sự rất tủi thân. Người ta lúc nào cũng có bạn trai quan tâm chăm sóc, còn mình thì lúc nào cũng có một mình. Nhiều khi buồn dễ sợ. Ủa, hôm nay không đi chơi với Hoa hậu 12 năm hả? Nè, sao không trả lời? Sao biết Hoa hậu 12 năm rủ tôi đi chơi? Tôi đủ thông minh để suy đoán mà. Ok, được rồi. Bây giờ mọi người đi ăn cơm nha. Một lát nữa mình quay tiếp. À, cảm ơn em. Ê, uống nước gì không? Tôi mua giùm cho. Mua giống ong đi. Hỏi cái này nè. Sao không bao giờ thấy người yêu bà xuất hiện hết vậy? Người ta cứ tưởng tôi là người yêu bà không chứ. Ông nói bậy quá à. Ảnh bận lắm. Ảnh là photographer mà.
Ai nói là anh bận? Em chào anh. Nước của em nè. Thôi tôi đi mua nước nha. Không biết chừng nào mới có bạn gái nữa. Yên tâm đi, rồi từ từ cũng có mà. Dạ em cảm ơn anh. Chú gặp lại. Thằng này dễ dụ thiệt. Như nó thì chừng nào mới có bồ. Ủa anh nói anh đi chụp mà. Thì anh đang chụp gần ở đây, được nghỉ giữa giờ nên anh mua nước cho em, xong anh qua bên đó lại. Uống đi, cười hoài. Dạ em biết rồi. Hả? Tại anh bị gì vậy? Hồi nãy anh qua bên kia anh bị té. Chết, té gì mà bầm dưới gì trời. Không biết nữa. Không sao đâu. Em uống nước đi. Huy này, mày đừng quay trở về quá khứ nữa được không? Tao thấy thế không ổn đâu. Sao mà không ổn? Mày nói tao nghe đi. Biết bao nhiêu người muốn làm mà không làm được. Tao làm được, mày bắt tao bỏ là sao? Mày có bị gì không vậy? Khùng. Mày khùng ơi tao khùng. Mày nhìn đi, đây là hậu quả của việc mày quay trở về quá khứ á. Ba cái vết bầm này mà nhầm nhò cái gì? Quan trọng là tao cứu được Phương kìa. Ừ, không nhầm nhò gì. Nhưng những vết bầm này báo hiệu cho mày biết là mày không nên quay trở về quá khứ nữa. Mày hãy để cho mọi thứ xảy ra cái tự nhiên đi. Mà Lai ơi là Mà Lai, mày có hiểu hay không vậy? Mày là bạn thân của tao. Tao phải quay về quá khứ như vậy mới cứu được Phương. Đây là cơ hội duy nhất để tao cứu Phương. Mày có hiểu không? Chính vì tao là bạn của mày nên tao mới khuyên mày như vậy á. Mày quay trở về quá khứ cứu được Phương, mọi thứ ở hiện tại sẽ bị đảo lộn. Và người gặp nguy hiểm chính là mày. Mày thử nghĩ xem, nếu mà gặp nguy hiểm Phương có vui được không? Mày trả lời tao đi. Trả lời tao đi. Mày đi đâu ấy? Tao về quá khứ đi cứu Phương. Tao nói mày không thông à? Bây giờ mày có nói 100 hay 1000 lần tao cũng không thay đổi đâu. Mày là bạn của tao, mày phải tin tao. Còn không, mày đi về đi. Làm sao tao về được? Sao không về được? Mày là bạn của tao, làm sao tao để mày ở đây một mình được? Vậy thì mày ở đây giúp tao. Tao biết là mày lo cho tao, nhưng mà mày phải tin tao. Tao sẽ cứu được Phương. Quá khứ và tương lai sẽ được thay đổi. Tao không sao và Phương cũng không sao. Tụi mình sẽ có một tương lai vui vẻ. Phương mất vào lúc 11:05. Bây giờ là 10:58. Tao vẫn còn thời gian để cứu Phương. Tao có 7 phút để thay đổi quá khứ. Tỉnh lại đi em. Phương à. Anh. Phương. Anh đưa em đi bệnh viện. Không kịp đâu. Em phải gắn lên. Ha ha.
Phương, em không được bỏ đi như vậy. Huy, sao rồi? Ra đây ngồi. Sao rồi? Thế nào không? Tao đã nói rồi, điều đấy là không thể. Sự thật á, là Phương mất lúc 11 giờ. Bây giờ á, tao phải đến trước lúc 11 giờ thì tao mới có được Phương. Mày biết, điều ấy là không nên mà. Tao có tìm hiểu rồi, mỗi một con người sống đều có những cột mốc. Với Phương mất, đối với mày là một cột mốc. Nhưng nếu mày thay đổi cột mốc đó, nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều thứ ở hiện tại. Đấy là trái quy luật tự nhiên đấy. Thôi mày kệ tao đi. Đó là chuyện của tao. Đối với tao bây giờ, Phương là quan trọng nhất. Được rồi, tao kệ mày đó. Alo. Chia tay đi. Đã có lúc em hỏi anh, nếu mai đây rời xa, biết hay chăng lòng anh thế nào? Và anh biết nếu không thuộc về nhau sẽ ra sao ngày sau. Thôi đừng gieo chi bao đớn đau, rồi từng ngày cứ trôi dần. Anh giờ đây biết em mãi rời xa, người sẽ ra đi, giờ còn mình anh chờ em mãi. Mà lại mày tỉnh rồi đấy à?
để ta đi gọi bác sĩ nhá. Tao ở đây bao lâu rồi? Mày ở đây 3 ngày rồi. Là 3 ngày sao? Mày định làm gì á? Mày cứ nghỉ đi, mày còn yếu lắm á. Cái máy ảnh của tao đâu rồi? Mày định quay trở về quá khứ nữa đấy à? Mày nhìn lại mày đi, ngồi dậy còn không đủ sức, huống hồ là quay về quá khứ. Tao hỏi mày cái máy ảnh của tao đâu? Hả? Cái máy ảnh của tao đâu? Mày trả lời đi, cái máy ảnh của tao đâu? Tao quăng rồi. Tại sao mày lại quăng đó? Nó còn một tấm mà, tại sao mày lại quăng đó hả? Mày nhìn lại mày xem, cả người là như vết bầm. Mày có quay trở về quá khứ mày cũng không thể nào cứu nổi Phương đâu. Mày còn ngoan cố thế tao kệ mày á. Mày có biết tại sao Phương chết không? Là tại tao. Mày nói đúng, tao không nên trở về quá khứ. Tao đang trở về quá khứ, đang gây ra cái chết cho Phương. Bây giờ là 10:30. Trong quá khứ lúc này tao và Phương đã cãi nhau. Tao đã tính toán kỹ rồi. Lần thứ nhất tao về là lúc 11 giờ. Lúc đó tai nạn đã xảy ra. Lần thứ hai tao về lúc 10:50, gặp được Phương, nhưng không thể ngăn được tai nạn. Đây là lần thứ ba mày quay trở về quá khứ. Nếu mà không được nữa thì... Phải được. Nếu như tao không làm được, sẽ có một người làm được. Ai? Huy. Mày á? Không, Huy ở quá khứ. Chỉ có người ở quá khứ mới thay đổi được quá khứ. Mày định gặp lại chính bản thân mày. Từ từ á. Mày có thể gặp lại chính bản thân mày khi mày quay trở về quá khứ cứu Phương ở lần thứ hai. Và thậm chí Huy của quá khứ có thể gặp lại Huy của lần thứ hai và lần thứ ba khi quay trở về quá khứ cứu Phương. Như vậy sẽ bị đảo lộn thời gian và không gian nữa. Không có gì đảo lộn hết. Lần thứ hai tao trở về lúc 10:50, khi Phương đẩy tao ra. Lúc đó khoảng 10:55 đến 10:56. Khi tao trở về hiện tại là 10:57. Nếu Huy quá khứ xuất hiện vào thời điểm đó thì chắc chắn Huy quá khứ sẽ không bao giờ gặp được Huy thứ hai, vì Huy thứ hai đã trở về hiện tại. Như thế không ổn đâu mày. Không còn thời gian để suy nghĩ. Đây là cơ hội duy nhất và cuối cùng để cứu Phương. Đáng ra Phương sẽ không chết, chỉ vì quá hoảng hốt cho nên Phương đứng im. Nếu có một người nào đó cứu Phương, chắc chắn Phương sẽ không sao. Mày cầm giúp tao. Đây là lần cuối cùng mày quay trở về quá khứ. Ta mong rằng ký ức mới của ta, ta sẽ làm phụ rể ở mày. Ừ, tất nhiên rồi, mày yên tâm đi. Anh không bao giờ nghe em nói. Đó là ước mơ của em. Tại sao bao nhiêu lần cãi nhau cũng vì chuyện em đi quay phim. Hằng ngày em đi làm, gặp biết bao nhiêu người mẫu, em có nói gì không? Đó là vấn đề. Anh luôn thắc mắc không hiểu tại sao em không bao giờ phàn nàn khi anh gặp gỡ cô gái khác. Đó là công việc của anh, em hiểu. Em không có lý do gì để phàn nàn. Thì em cứ tiếp tục đi đóng phim và gặp những ông đạo diễn yêu mến của em đi. Anh... ý anh là sao? Em thừa sức hiểu điều đó. Em không muốn nói chuyện với anh nữa. Chia tay đi. Anh... sao...
Thời gian không còn đủ để anh hỏi và tôi trả lời. Anh phải nghe và tin tôi tuyệt đối, vì trên đời này chỉ có tôi mới hiểu được anh. Anh nên nhớ, bằng mọi cách phải cứu được Phương. Và nói, anh yêu cô ấy, vì đó là câu mà Phương muốn nghe nhất. Mày mà em không sao. Anh muốn nói với em một điều. Dù là ở quá khứ, hiện tại hay tương lai, người anh yêu nhất vẫn là em. Sau 3 năm chúng tôi yêu nhau, thì tôi tích góp được vài điều về Phương. Đó là Phương thường quấy mũi trước mặt mọi người. Thôi nào, không có. Có. Thói xấu của anh thì đó là chọt tay vô răng. Hả? Anh tin em chụp hình lại cho anh coi không? Chối nữa. Khi chúng tôi yêu nhau được 1 năm, chúng tôi có làm một lễ kỷ niệm. Ngày hôm đó, Phương đã làm cho tôi một chiếc bánh kem. Thật là đẹp, thật là ngon. Đêm đó chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều. Và sau cuộc nói chuyện, chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn. Và yêu nhau nhiều hơn. Còn kỷ niệm buồn, đó là lúc anh Huy bị bất tỉnh 3 tuần sau tai nạn. Lúc đó em lo cho anh lắm. Em bị suy nhược trầm trọng. Bác sĩ nói là anh có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào, hoặc là không bao giờ tỉnh dậy nữa. Lúc đó em sợ lắm. Em sợ mất anh. Bây giờ anh đang ở đây, và anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa đâu.
Ok cut. Tao cảm ơn mày. Có gì, khi nào tao cưới mày cũng phải quay cho tao á. Em đi thay đồ nha. Không có mày tao cũng không biết phải làm sao nữa. Dạ em xin lỗi anh. Em xin lỗi. Em làm anh. Gì giờ này mới tới đây? Để em quên. Mọi người quay xong hết rồi này. Ra dọn đồ đi. Dạ em biết rồi, em xin lỗi. Ai chị? Trợ lý mới tuyển ấy. Em của thằng bạn học cùng với cấp 3 ở ngoài Hà Nội. Cũng xinh đó chứ? Cũng xinh. Mà hậu đậu lắm. Được mỗi cái năng nổ. Xin lỗi giỏi. Ta để mặt thằng bạn ta mới giữ lại. Hay quá. Chị mà hai anh em làm không được. Có vậy mà làm cũng không được. Thôi tao về nhá. Thôi về thôi. Này. Anh ơi còn cái. Thôi để em cầm. Dạ anh. Ờ mà đây. Mày có tin con người vượt được thời gian không? Mày có tin không? Chắc là có. Em cũng tin là có đó. Mấy cái đó trong phim nhiều lắm. Sa. Anh về. Chào anh. Có lẽ khi anh xem được đoạn clip này thì tôi đã làm được một kỳ tích. Tôi bây giờ đã trở thành quá khứ của anh. Có lẽ anh cho rằng đây là một chuyện quan đường. Nhưng anh nên tin đi. Tôi, anh, chúng ta đã làm được chuyện quan đường đó. Tôi đã làm xong công việc của mình. Việc tiếp theo của anh ở tương lai là phải sống cho thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Và nên nhớ rằng hãy quyết định thật kỹ trước khi làm một điều gì, bởi vì anh không còn cơ hội để hối hận hay sửa sai một lần nào nữa. Làm gì ơi? Dạ em đang dọn đồ makeup nè. Em dọn qua studio đi, tiễu khách tới á. Dạ em biết rồi, em biết rồi. Huy và Phương, Sử Nữ và Song Ngư, hai cung đối đỉnh và vẫn hạnh phúc. Sử Nữ Song Ngư gì trời? Mình từ trước tới giờ yêu những người cung mà toàn chia tay. Sư Tử và Bảo Bình, hai cung đối đỉnh. Bảo Bình là ai ta? Em là cung Bảo Bình nè. Ủa mà anh kiếm người cung Bảo Bình chi vậy? Đang tìm người để chung tiền làm ăn á. Dạ.
Thôi, tiền em có rồi đó. Thế mà cũng hỏi. Bên kia bẩn kìa. Con gái con đứa hậu động. Bảo sao bây giờ vẫn chưa có người yêu. Mà em cũng bảo Bình thật đấy à? Dạ, em là cũng bảo Bình. Hôm nay em trang điểm đậm thế. Do là hôm nay em có bài vị rất là quan trọng cho nên là hello. Giờ xong việc em có rảnh không? Dạ có. Lúc nãy em bảo em có việc mà. Có việc chứ. Em việc nhiều lắm nhưng mà nhanh lắm. Vậy chiều xong việc anh và em đi ăn bún đốc ha. Bún mất. Hôm nay em chụp tốt lắm. Ngày đầu tiên làm người mẫu ảnh chứ vậy là ok rồi. Nhưng phải cố gắng hơn. Dạ, em sẽ cố gắng. Em về nha. Bye bye anh. Bye bye em. Tại sao em còn chưa chịu về? Chụp cái gì vậy? Đâu có đâu. Vậy sao không về đi? Giờ em về nè. Em về nha. Em nói trước đi. Em định rủ anh qua anh kiếm trà sữa. Bên kia có quán trà sữa có món. Quán trà sữa bánh lăng. Đúng rồi. Hay mình qua mình uống đi. Dạ. Không gì là không thể tìm lại, không thể gặp lại, không thể có nhau dù ta chưa từng biết. Ngày vẫn cứ rộn ràng, người đến nhẹ nhàng, vì tình yêu vẫn đang ở đây giữa thế gian. Với anh.